Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Auto Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Vâng, hôm nay em Sơn Car Center sẽ giới thiệu chi tiết cho quý anh chị và các bạn về một chiếc xe rất lướt hiện đang có mặt tại cửa hàng ngay lúc này. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một mẫu xe rất hot rồi phải không ạ? Một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 xăng đặc biệt, biển số Hà Nội, mới lăn bánh chỉ có 11.000 km thôi các anh chị nhé. 11.000 km ạ, gần như xe mới. Năm sản xuất của chiếc xe này là 2019, form mới 2020 rồi các anh chị nhé. Chúng ta có thể nhận biết qua đèn và la răng này, trông rất là bắt mắt phải không anh chị? Đó, rất là high tech. Và chiếc xe này thì còn hai thẻ bảo hành, hai thẻ voucher bảo hành trong Hyundai Long Biên với trị giá, tổng trị giá là 10 triệu đồng các anh chị nhé. Tức là mình vào đấy bảo dưỡng, bảo hành đến khi hết hai cái thẻ đấy thì thôi, thì mình mới mất tiền các anh chị nhé. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 845 triệu đồng, có gia lộc thêm cho khách hàng thiện chí ghé xem xe tại cửa hàng các anh chị nhé. Vâng, chúng ta hãy cùng nhìn qua về phần nội thất của chiếc xe này. Đó, như chúng ta có thể thấy toàn bộ những cái chi tiết ghế vẫn còn rất là mới. Có thể gọi đây là một chiếc xe siêu lướt các anh chị ạ. Rất là mới, chỉ lăn bánh được có 11.000 km, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng trong hãng các anh chị nhé. Về chất lượng xe thì miễn bàn luôn ạ. Nếu anh chị ở gần thì có thể ghé qua em xem xe ngay lập tức đi ạ. Em đang ở số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội, ngay phía đầu cầu Trương Dương thôi các anh chị. Cửa gió hàng ghế sau, toàn bộ ghế sau cũng còn rất mới, chưa có ai ngồi các anh chị ạ. Bốn lốp còn theo xe các anh chị nhé. Cái thông tin cơ bản thì bên em thường in ra bảng giá và để lên xe, các anh chị có thể xem qua. Toàn bộ những chi tiết từ nội thất đến ngoại thất của chiếc xe này có thể gọi là không thể mới hơn. Và chiếc xe này thì bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% giá trị xe các anh chị nhé. Nên là những anh chị nào mà không muốn gọi là trả thẳng một khoản tiền mặt quá lớn thì có thể tính tới phương án trả góp. Có một chiếc xe lướt này thì cũng rất là hợp lý, tiết kiệm so với xe mới khoảng độ đến 70 triệu đồng các anh chị nhé. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu qua một vòng cho anh chị một số chi tiết cơ bản của một chiếc Hyundai Tucson form mới trông như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy đèn đóm. Và nếu anh chị muốn biết kỹ hơn, chi tiết hơn về chiếc Hyundai Tucson form mới này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở phần mô tả video, hoặc là để lại bình luận ở dưới phần mô tả video để em Sơn có thể đọc được và tư vấn kỹ hơn cho quý anh chị và các bạn nhé. Và nếu có thời gian thì tốt nhất là quý anh chị và các bạn nên dành một chút thời gian ghé thăm cửa hàng tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để gặp em Sơn Car Center để được tư vấn kỹ hơn cũng như là có cái nhìn cảm quan thực tế nhất về chiếc xe siêu lướt này các anh chị nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại.